Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị phổ biến nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa 11 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay cho cán bộ cấp cao nghỉ hưu. Tham dự hội nghị có các đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí nguyên là Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng cũng tham dự hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, nghị quyết một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay là nghị quyết rất quan trọng, được toàn Đảng toàn dân đặc biệt quan tâm. Ngay sau khi ban hành, nghị quyết đã được các cán bộ, đảng viên và nhân dân đón nhận với sự đồng tình nhất trí cao, đồng thời cho rằng nghị quyết đã lựa chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng thực trạng và đề ra các giải pháp cụ thể để tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của toàn Đảng toàn dân. Tuy nhiên, điều mà cán bộ đảng viên và nhân dân ta trăn trở là nghị quyết về xây dựng Đảng đã được đề cập nhiều lần, song kết quả vẫn chưa đạt được yêu cầu. Lần này liệu có rơi vào tình trạng như những lần trước hay không? Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị đặt quyết tâm rất cao và thống nhất cao để thực hiện cho kỳ được nghị quyết lần này. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng một lần nữa lưu ý, trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tỏ rõ quyết tâm, cái gì làm được thì cần phải làm ngay, không chờ đến đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Một điểm quan trọng trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này là sẽ có bước xin ý kiến của các đồng chí nguyên là ủy viên Ban Chấp hành cùng cấp. Tổng Bí thư nhấn mạnh, gần 300 đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước tham dự hội nghị ngày hôm nay chính là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa quan trọng để góp phần thực hiện thành công nghị quyết. Tổng Bí thư cũng cho rằng, việc xin ý kiến của các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng. Do vậy, Bộ Chính trị giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị này với mong muốn các đồng chí dành thời gian nghiên cứu nghị quyết và chỉ thị kế hoạch của Bộ Chính trị. Qua đó, các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao cùng thống nhất với Trung ương những quyết tâm, tư tưởng, chỉ đạo, những nội dung cơ bản của nghị quyết, đóng góp ý kiến cho công tác xây dựng Đảng. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Đinh Thế Huynh đã giới thiệu nghị quyết và chỉ thị kế hoạch của Bộ Chính trị tới các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo cấp cao, trong đó tập trung vào 4 vấn đề lớn là lý do Hội nghị Trung ương 4 khóa 11 bàn và ra nghị quyết về xây dựng Đảng vào thời điểm này, mục đích, yêu cầu và phạm vi của nghị quyết Trung ương, những nội dung cơ bản của nghị quyết Trung ương và một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết. Nhân dịp này, đồng chí Đinh Thế Huynh cũng bày tỏ mong muốn các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo cấp cao tiếp tục đem công sức, trí tuệ và kinh nghiệm của mình đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc cũng như cho công tác xây dựng Đảng.